Nói sáng quá không quay được, bây giờ mới quay được nhá. Toàn là này á, toàn là bão cấp 12 đổ được cũng mà chết rồi, cả thành phố Hà Nội chết rồi, cấp 14 kể cả là dịch cấp 20 chỉ rung thế thôi. Bây giờ anh em mình sẽ vào để mua vé nhá, mua vé đi vào tham quan nhá. Không biết là nó mở cửa chưa. Sánh nó đâu? Thì cứ đi đường này cũng được sao? Thì cứ đi đường này cũng được sao? Đây. Hôm nay sẽ lên thăm cái tòa nhà kênh Nam này. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Mấy giờ rồi nhỉ? Không biết là đã bán vé chưa? Mua vé vào tham quan. Bảo hai xe, bảo hai xe trôi đâu mà. Vào đi nha. Anh em tôi sẽ vào mua vé nha. Có vé mà. Không. Rồi. Ở đây có hai bóng trắng, phải bóng hồng, bóng trắng nha các bạn. Hai bóng trắng đang đi trước mặt đấy. Ở trong này chắc là có mấy anh Hàn hấp, còn gọi là Hàn hâm đây. Đây đi tham quan đây này. Hôm nay sẽ được đi tham quan. Tòa nhà cao nhất, trước là đứng giữ vị trí cao nhất Việt Nam. Còn bây giờ không biết, mình đi lâu quá rồi không có thông tin. Đây các bạn ơi. Có mua vé mà. Có mua vé đấy. Đấy chứ. Để là 646 này. Mình cao nhất. Đấy là tòa nó đi làm việc. Mình hỏi ra đây hỏi này. Là gì bán đưa rồi. Cái gì? Hỏi mua vé đi. Không. Bắt tớ nó cho tham quan không à. Còn gì có chuyện đấy rồi. Hả? Có gì? Cứ để đây em ra em hỏi cho. Không có vé xã thôi lên. Ngày xưa em tham quan ở bên kia em biết rồi. Mình hôm nay nó không mở cửa tham quan rồi. Bó tay thôi, chỉ đi ra thôi. Dịch vụ đấy bây giờ người ta cấm. Người ta không còn mở cửa nữa. Ở đây có cả ngân hàng Hàn Quốc này mọi người. Uôn banh và kia banh này. Ở đâu vậy? Có mình ở đâu nhỉ? Cái này à? Còn bây giờ ra xe đi vào siêu thị rộng nhất Đông Nam Á, không biết là người ta cho mở cửa ra vào không. Siêu thị nó bảo siêu thị to nhất Đông Nam Á luôn, to nhất Đông Nam Á đấy. Vì dân gì á,
Lớn nhất Đông Nam Á mà, Philippines là Hàn Quốc chứ ạ. Đông Nam Á thôi, Đông Nam Á là chỉ có 10 nước thôi, còn Hàn Quốc là Đông Á, và Đông Á. Còn mình là Đông Nam Á. Mình là phía Nam, ở Đông khu vực Đông Á. Còn nó là phía Bắc, gọi là Bắc Á, Đông Bắc Á đấy. Mình hơi check ở phía Nam rồi, mình là check ở phía Nam đấy. Mình Thái Lan, Lào, Campuchia đấy. Còn Nhật Bản này, Trung Quốc, Hàn Quốc này, Triều Tiên này. Đây thì nó thuộc về Đông Bắc Á, nó gọi là Đông Á đấy. Có phải đường này không nhỉ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.